trong này đậu xăng mà tự nhiên anh chui vô làm chi vậy? Chuẩn bị cho Halloween hả? 16 đồng nữa này nó tăng giá. Lấy 3 bịch đi. Thôi rồi. Bước đi mua hàng để chuẩn bị cho
rượu, đủ thứ là bia. Rồi. Đi đường nào. Excuse me. Đó. Đồ tay, đồ ta. Giờ đợi xe đây đi. Bây giờ ông có đợi xe đi, đi qua đây nè, lấy rượu hay hết đi nè. Hennessy giờ cũng hết luôn rồi. Red label, cái này cũng ngon lắm nè. Đó, chuẩn bị Tết bán toàn là bia rượu không. À, Hennessy nè. Đó, ra đó, đứng lấy đi. Lấy 1 chai đây nha. Lấy 2 chai đi. Không có đủ kia đâu nha, còn xà bông nữa đó. Kệ, nó cứ 2 chai đi. Đó, cô Bích đang chuẩn bị đồ về Việt Nam. Đây. Bơ, bơ sữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai bên hai hai bên kia nữa đây. Rồi xong. Và lấy đây. Đến đây nè. Rồi. Gì nữa? Đi vòng xuống đây nước. Rồi lấy đây. Hôm nay bích chủ xị để đi lấy à. Rồi. Uống của nó được lon bia cũng đủ mệt rồi, xong chưa? Gì nữa? Rồi. Đây, đây vô. Nước uống tinh khiết. Kê vô sát, hôm nay cho bích chủ xì hết. Đó. Được không? Rồi. Lâu lâu là muốn làm diễn viên là phải cực chút. Rồi, xong mua trứng không? Có chứ. Ừ, loại mỏng đó đó. Lấy hai hộp đi cho nó khỏi. Tài lâu lắm hả? Xe quá nhiều rồi.
Được chưa?